ngày thứ năm tra long chữa chữa lành tại nhà thờ Trí Hòa mỗi thứ năm đầu tháng, mỗi thứ năm. Đây là cảnh trước nhà thờ Trí Hòa. Tối rồi mà đứng ngoài thì vô không được. Ngồi ngay chỗ cũ đúng không? Ngồi xe đi. Ở ngoài chỗ. Mẹ nhớ cầu nguyện cho con nha. Đứng lên mà đứng lên.